Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản, bản thông báo hướng dẫn việc nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến và những kết quả tại nhà. Theo đó, người dân cần chuẩn bị file ảnh chụp chân dung 3x4 cm, ảnh scan hoặc ảnh chụp màu hai mặt của giấy phép lái xe đang sử dụng và căn cứ công dân dưới định dạng file. Người dân cũng cần có mã giấy chứng nhận sức khỏe điện tử hoặc file giấy xác nhận chứng thực sức khỏe điện tử của Ủy ban dân xã, phường và thao tác nộp hồ sơ tại địa chỉ dvc4.gplx.gov.vn Ngoài ra sử dụng giấy khám sức khỏe để nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến, người dân có thể thực hiện theo hai cách. Một là đến các cơ sở y tế đã liên thông được dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe điện tử trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để khám sức khỏe, hay là mang giấy khám sức khỏe ra Ủy ban Nhân dân xã, phường để chứng thực điện tử, lý phai giấy khám sức khỏe đã được chứng thực điện tử để thực hiện nộp hồ sơ